Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh Nguyễn Ông Càng Bự. Hôm nay các bạn thấy ở đây là có hai tay hai súng nha các bạn nha. Và đồng thời đây là Đông Đức luôn. Bởi vì sao mình biết là Đông Đức? Bởi vì Made in GDR là đây là ký hiệu của cái Đông Đức thời xưa. Không biết có rõ không? Hai cây đều là Made in GDR hết. Thì hai cây này đều nằm ở phía đông của nước Đức vào thời xưa, khi mà bức tường Berlin chưa sụp đổ. Thì tại sao Khánh Nguyễn muốn làm review hai cây Đông Đức vô một chỗ? Bởi vì trong video sắp tới, các bạn sẽ thấy là Khánh Nguyễn sẽ dàn dựng một chút xíu cái thời điểm mà có sự cạnh tranh nho nhỏ giữa Đông Đức và Tây Đức, là hai cây kèn nó sẽ khác nhau như thế nào, cái tiếng kèn nó sẽ ra làm sao, đều có những trong video sắp tới nữa nha các bạn nha. Ok, nói về soprano thì các bạn cũng đã xem qua nhiều video của Khánh thì Khánh Nguyễn cũng đã nói rất là rõ rồi. Thì soprano nó có âm vực cao hơn và nó ăn si giáng. Nó ăn si giáng có nghĩa là nốt đô của piano. Nốt đô của piano. Thì nó là nốt si giáng. Đúng không? Bảy. Cái nốt đô của soprano thì nó sẽ là nốt si giáng của piano nha các bạn nha. Ok. Sốp trên thế giới thực sự là có rất là nhiều hãng sản xuất, bởi vì hình dạng nó dễ, nhưng mà do đó có rất là nhiều hãng họ không có biết được là shop nó khó ở chỗ là căn chỉnh cái sao tiếng các bạn. Và đúng ra thì Khánh Nguyễn chỉ nên làm một cây BS thôi, nhưng mà Khánh Nguyễn muốn lôi luôn một cây Westland vào, bởi vì đơn giản dễ hiểu là hai cây này đều được sản xuất tại Đông Đức vào thế kỷ trước các bạn, khi mà lúc mà còn bức tường Berlin nằm ở phía Đông Đức, là bên phía của nước Đức xã hội chủ nghĩa. Ok. Thì cái ấn tượng đầu tiên mà của kèn Đức khi mà Khánh cầm vào, Khánh bấm thử thì nó có một cái cảm giác được gọi là sao ta? Rất là cứng cáp. Bởi vì các bạn nên nhớ là kèn của Đức nó sản xuất cái cảm giác nó là một cái đất nước mà được gọi là đất nước Đức, là một trong những đất nước mạnh về cơ khí đó, nên đâm ra là kèn cực kỳ chắc chắn, cầm rất là rõ ràng, cầm rất là thoải mái, rất là đầm tay, giống như là bấm rất là chắc ăn các bạn. Dĩ nhiên một phần là dựa vào cái người căn chỉnh cái cây kèn đó nữa, nhưng mà hầu hết những cái kèn của Đức thì rất là chắc chắn, rất là ổn định, rất là tốt nha các bạn. Ok. Thì ở đây thì Khánh thấy có hai cây của hai hãng khác nhau, một là của BS, hai là của Westland. Thì Westland nó có một cái biến thể khác đó là Ensort, nhưng mà Khánh thử qua rồi thì thực sự là cái cây này nó rất là hay các bạn ạ. Cái Westland với lại Ensort nó rất là hay, tiếng nó rất là bay, nó rất là chắc. Và không biết là hôm nay mình thử nghe tiếng qua phòng thu thì nó sẽ như thế nào. Chút xíu đây các bạn cũng sẽ cùng nghe với Khánh nha. Ok. Mình phân tích xíu về keyword của hai cây này, bởi vì keyword hai cây này nó vẫn hơi nghịch một chút xíu nha các bạn. Thì hai cây này đều có một cái điểm chung. Đó chính là nó đều thiếu cái phím nốt pha phụ. Hai cái cơ chế đòn bẩy nó khác nhau. Nó si giáng đẩy thẳng vào trong, còn cái này nó si giáng nó nằm ở dưới. Hai cái cơ chế này nó khác nhau hoàn toàn luôn. Hai cơ chế này rất là khác nhau. Và một điểm khác nhau rất là rõ rệt đó là chính là nguyên một bộ tổ hợp phím. Nó nguyên một tổ hợp phím Re thang pha. Nó hơi khó, cái cây Westland nó hơi khó điều khiển một chút xíu. Và cái khác nữa là cái octave. Khánh cảm giác như là BS á, nó sản xuất cái kèn đời nó mới hơn, nó mang một cái màu sắc nó mới hơn. Nên đâm ra là cái nó mang hơi hướng hiện đại hơn, nên đâm ra là BS cầm vào vẫn dễ thổi hơn Westland một chút xíu. Ok, không biết cái tiếng nó như thế nào. Mình cùng thử, không để các bạn đợi lâu nữa, nói dài quá rồi. Ok, mình thử BS trước. Rồi coi, tiếng nó như thế nào nha các bạn.
hơi cục xúc chút xíu. Chắc là do là kèn của Đức nó cục xúc giống như cái tính cách của người Đức vậy. Không biết có phải không. Người ta hay nói đùa là không nên để cho người Pháp làm cơ khí, người Đức làm cảnh sát. Không hiểu. Nhưng mà chắc là cũng có lý do. Người Đức làm cảnh sát thì nó sẽ bị cục xúc. Ok. West Lang nha các bạn. Ok. Mỗi cây đều có một cái thế mạnh, thế yếu riêng. Ví dụ như cây West Lang, nó có một cái khớp ở đây. Hồi nữa thì Khánh Nguyễn sẽ có những cái chi tiết cận cảnh cho các bạn xem. Có một cái khớp ở đây. Nó làm tăng cái kiểu giống như nó là một cái đòn bẩy hơi rất là tốt để mà cho cái tiếng nó năng hơn. Nó rõ ràng hơn, nó chắc hơn, nó sắc bén hơn. Ok, để kết thúc video này ở đây. Thì nếu mà soprano, Khánh Nguyễn khuyên thành thật với các bạn nha. Nên lựa chọn soprano cổ liền để mà chơi. Bởi vì soprano cổ liền, tiếng nó sẽ liền lạc hơn, chơi nó sẽ thoải mái hơn. Và Khánh cảm giác là cổ liền lúc nào cũng hay hơn cổ rời hết. Khánh không chê kèn cổ rời nha, nhưng mà Khánh cảm giác như vậy, đó là ý kiến của Khánh. Các bạn có ý kiến gì, hoặc là có những cái điểm gì khác nhau, các bạn muốn Khánh để ý thêm, thì hãy để lại cho Khánh comment ở bên dưới. Và đừng quên like, share, subscribe cho Khánh ở bên này. Nhớ subscribe cho Khánh nha. Hẹn các bạn ở trong những video lần sau. Xin thân ái, chào tạm biệt.